Chiều nay ngày 5 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp làm việc với lãnh đạo cao nhất của Tổng thầu EPC về các biện pháp để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn khi tiếp tục thi công trở lại dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Tại buổi họp, Tổng thầu EPC hứa sẽ không để xảy ra thêm bất kỳ sai sót nào. Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc đã đưa ra các giải pháp cụ thể về vấn đề an toàn kỹ thuật và đảm bảo về tiến độ. Tổng thầu cam kết sẽ đưa đội ngũ chuyên gia kỹ sư có tay nghề cao trực tiếp tham gia thi công dự án. Với các giải pháp mà Tổng thầu EPC đưa ra, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng thầu phải làm bằng văn bản, báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Bộ sẽ kiểm tra tất cả các phương án mà Tổng thầu đưa ra. Tổng thầu cũng phải trực tiếp tham gia vào hạng mục lao lắp dầm, điều chuyên gia sang Việt Nam làm. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu, ngay trong tuần này, Tổng thầu phải tiến hành kiểm tra lại năng lực của tất cả các nhà thầu phụ thi công từng hạng mục, đặc biệt là nhà ga, nếu không đạt phải thay thế ngay. Trước đó trong cuộc họp chiều qua cũng với Tổng thầu EPC, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Tổng thầu phải chấm dứt hợp đồng với tư vấn giám sát hiện tại và thay mới bằng một đơn vị do Bộ Giao thông Vận tải chỉ định, chấm dứt toàn bộ các nhà thầu phụ hiện nay và ký hợp đồng trực tiếp với các tổng công ty xây dựng giao thông của phía Việt Nam. Bộ sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt cùng các chuyên gia hàng đầu về giao thông để thẩm tra đánh giá lại toàn bộ chất lượng tiến độ dự án này. Người đứng đầu ngành giao thông nhấn mạnh, đây là cơ hội cuối cùng để tập đoàn Cục 6 khắc phục và sửa sai. Nếu tập đoàn Cục 6 không khắc phục được, thì Bộ sẽ báo cáo Chính phủ chấm dứt hợp đồng và kiến nghị thay tổng thầu khác.